đối mặt với nỗi sợ hãi. Đó là những gì cả ba nhân vật đã trải qua trong tập 6. Ít ai biết trước khi nhập ngũ, người anh cả Khắc Việt hoàn toàn không biết bơi. Nhưng anh vẫn quyết tâm xuống nước để thực hiện nhiệm vụ bơi bao gói qua sông với những người đồng đội của mình. Và cái kết ngọt ngào cho người lính trẻ Cung Huy khi được bố mẹ lên thăm sau 5 ngày nhập ngũ. Thực sự rất xúc động. Em thấy bố em đó là một người mà em luôn bỏ ngoài tai những cái lời nói về cái việc là bố đi quân đội, ngày xưa bố khổ thế này, bố khổ thế kia. Mẹ là thế nào? Mệt đâu? Mệt thì mệt nhưng mà giờ mới hiểu bố nói ngày xưa đi bộ đội như nào. Ôi mẹ. Mấy hôm đầu còn cảm thấy khó nhưng mà bây giờ cảm thấy quen rồi. Ngày xưa bố cứ nói là bố đi thế này, bố đi thế kia, con không hiểu được nó như thế nào. Bây giờ nó mới là đúng đúng không? Bây giờ con đi tầm khoảng 5 cây, con vác cái ba lô có 25 cân thôi. Mà con đã thấy rằng là nó mệt như nào rồi. Đấy, bố còn đeo súng, còn đeo ấy, đi 50 cây số, 60 cây số bố lo có sai đâu. Thế nên con luôn cố gắng, mà con nhìn ở trong này mọi người còn nhiều người cũng khổ hơn con, nhưng mà tại sao không làm được. Con cố gắng thôi, làm cái gì cũng bằng ý chí thôi. Này, à đây này, mẹ ấy cho ít cái thịt sườn xào chua ngọt. Không, con ăn với cả mấy anh em trong này quen nhất rồi. Thì cũng phải mang vào cho anh em ăn. Này, với cả cái này để bóp mà. Bóp chân này. Không. Đau thì phải bóp. Chứ đừng có để rồi nó thành ấy ra. Đây cái này là bóp chân này, cái căng mẹ cơ. Mẹ gì nên cứ để đấy. Để được. Gì nhá. Rồi. Tất cả cố gắng nữa. Khoảng có 1-2 ngày nữa cho bao nhiêu được. Giờ bảo con làm con 1 tháng trong này, 2 năm trong này chịu hết được. Thế mẹ xin nhá. Mẹ xin mà. Cho nghĩa vụ nhá. Mày lúc nào mày trả thích nghĩa vụ nhưng mà gì? Trước mẹ thì không thích, trước thì con nói thật là con không thích. Đó, nhưng mà đi rồi con mới hiểu. Ở trong này nó như thế nào. Trước thì sợ, giờ quen rồi. Thấy vui hơn. Thế không nhớ người yêu à? Em nhớ người yêu. Có người yêu chưa? Chưa. Khai thật đi. Chưa. Ôi, nhìn em tôi thật thần đấy. Tụng là thư. Anh ngồi phải quyết tâm. Mai, chết chẳng biết luôn đấy. Không biết mai kiểu phá đảo. Đánh trận cuối rồi. Có hay à? Bố mẹ thân thân. Hôm nay là bố mẹ thân vui nhờ. Anh quen cái thằng xa nhà thì bé. Từ ngày vào đây là có được cầm điện thoại đâu. Mẹ về mẹ gọi điện không được, nên ra mẹ mới lo mà lại. Thì hôm qua thì 8 tháng 3 thì bên các anh ấy thì cho phép gọi điện về, nhưng mà không có đi hành quân để thế nên là con nó không gọi điện về cho mẹ ngày hôm qua được. Hôm nay 9 tháng 3 con chúc mẹ luôn xinh đẹp mạnh khỏe, giống cái câu con chúc mọi khi, không biết nói gì hơn. Mẹ cảm ơn. Thực sự ra là hôm qua đi mua hoa đi tặng bà nội bà ngoại ấy, thì cũng nhớ con lắm. Tháng 3 năm ngoái con tặng mẹ hoa, năm nay mẹ chẳng biết được là con như nào. Thôi bây giờ bố cả mẹ đến đây gặp con này là bố mẹ cũng mừng rồi. Cầm tay con. Cố gắng lốt đi còn mấy ngày nữa. Vấn đề con nói bố nói cho biết ở quân đội bố đã vượt qua rất nhiều. Bố nói thật. Cho nên là cái gian khổ của bố còn nhiều hơn nhiều. Đấy, con chỉ có 1 tuần thôi. Con biết. Cho nên là cố gắng.
con xin lỗi bố. Con bỏ ngoài tay những lời nói của bố. Đấy, con ra đi vào quân đội này rồi thì con mới hiểu được bố mẹ. Lúc nào cũng chỉ lo lắng cho con. Thương con nó càng thương thì mình càng phải gặp em cả con. Nói thì bây giờ đấy vào trong này cũng có quân đội rồi thì con sẽ hiểu được. Bố mẹ cũng mừng là con cũng thích nghi được, hòa đồng được và chịu được cái gian khổ như thế này là mẹ cũng rất là tự hào. Cũng là hãnh diện. Mẹ cũng chỉ nghĩ là con chỉ được 2-3 hôm là con bỏ về thôi. Chứ mẹ cũng không bao giờ mẹ nghĩ được là con vượt qua được đến bây giờ. Thế thôi. Con của mẹ. Và sau cái chương trình này, con muốn rằng là con có thêm thật là nhiều ý chí để con có thể làm được những cái chuyện nó lớn hơn nữa. Lớn hơn so với bây giờ. Và con tin rằng con sẽ làm được. Cố gắng con ạ. Mẹ luôn, lúc nào mẹ cũng ủng hộ con và luôn tự hào với cả con. Cũng rất là xúc động. Và cũng nhớ đến gia đình và cũng muốn cảm giác đấy. Cái cảm giác mà bố mẹ mình đến đón thăm mình. Mình cũng thèm muốn cái cảm giác đó lắm. Mình là một người anh lớn nhất trong 3 người. Đôi khi những cảm xúc mình cũng phải kìm nén tất cả mọi thứ. Nếu mình dùng cảm xúc đó thì các em nhìn vào rồi mọi người thấy rằng không đủ để mình là một người đàn ông chín chắn để khuyên được các em. Như căn cứ hôm nay ngày kỷ niệm 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ, căn cứ vào chất lượng thực hiện nhiệm vụ các đồng chí theo đúng nghị định của cấp trên thì các đồng chí gọi điện về gia đình, thời gian là 5 phút mỗi đồng chí, đồng chí rõ chưa? Rõ. Chắc mình thôi, giờ này mình trước nhà không ai giúp cũng không gọi, số điện gọi thì ai vừa nói chắc gọi cho một người, chắc là gọi cho con trai rồi. Em thì em nghĩ là bởi vì ngày hôm qua thì em có một người giúp em rất nhiều, nhưng em cũng bị xin nhưng mà sợ các anh cho thì em muốn cho anh Văn Anh được gọi điện về cho bố mẹ. Em dành 2 phút đấy. Thì giờ này thì chắc là mẹ em ngủ rồi. Thật ra là để em gọi mẹ dậy. Em gọi dậy gì? Alo. Mẹ à? Ô đi. Vâng, con này. Mẹ con. À. Không, con chết đi sống lại khoảng tầm đôi chục lần rồi, đang khỏe dần rồi. Thế ạ? À, hôm nay ngày thế nào? Hôm nay nhà 1 tháng 3 đó mẹ. 1 tháng 3 mọi người vui, có gì đâu. À, tức là không có con mọi người vẫn vui. Buồn lắm, mẹ đang buồn. Con ơi, thế nào? Thế như tả cho mẹ nghe xem nào. Như là thế con đi cùng với ai? Mẹ biết Huy Cung không? À, Ngũ Cung có. Huy Cung. Cái gì? Huy Cung. À, Huy Cung à? Mẹ biết anh Khắc Việt không? Có biết Khắc Việt. Đấy, thì hai người đấy đi cùng con ạ. Ừ, thế mà mẹ bảo này thế nào? Thế tập luyện, thế con ở trên đấy tập luyện những gì rồi? Mấy ngày... Biết Khắc Chân chưa? Biết gấp chăn rồi nhưng mà con vẫn gấp chưa vuông vắn lắm đâu. Với cả có mấy ngày thôi, sức khỏe cũng đi lên nhưng mà không béo nhanh như mẹ mong muốn đâu. Không. Con ở chung với nhiều người không con? À, ở chung cả bao nhiêu đồng chí nữa. À thế à? Đấy thì nhiều người thì kiểu ở trong này giúp đỡ con nhiều ấy thì... Ừ. Sức khỏe khá lên, ý chí khá lên, tinh thần khá lên, tất cả mọi thứ khá lên. Đúng rồi, tốt, đi bộ đội tốt mà. À, vâng, đội tốt. Môi trường không, con thấy toàn phê bình nữa. Phê bình con à? Ừ, thì nhiều lỗi thì phê bình ạ. Dạ. Cố gắng nhé, cố gắng rèn luyện cho nó đúng công việc. Thì căn bản là con vẫn cố gắng nhưng mà vấn đề tính con nó cứ tưng, thế là bị phê bình. Thế thì đi mẹ đã dặn nói ít thôi mà. Con cũng nói ít rồi đấy, con nói ít lắm đấy, chẳng qua là nhiều với người bình thường thôi. Ừ, nhưng mà ở trong này được cái thật vui.
Mọi người sống tình đồng đội mà anh đúng em rồi vui lắm. Dạy con tình đồng đội, tình đồng đội rèn luyện thật tốt vào. Dạ vâng. Rồi thế thì có gì thứ bảy con về mẹ ở nhà và con chúc mừng đón tháng ba ông bà, à quên, hai bà cô với cả bác rồi. Thì mẹ rồi. hỏi thăm mẹ hỏi thăm các đồng chí nhá. Dạ rồi ạ. Chúc các đồng chí cố gắng nha. Chúc hai anh cùng với con nên là cố gắng nha. Ba anh em giúp đỡ nhau cố gắng nha. Dạ dạ, vâng, chào mẹ. Chào con. Đại Nam báo động ra vị trí tập kết làm nhiệm vụ A. Vừa rồi tôi vừa nhận lệnh báo động của tiểu đoàn. Báo động đại đội cơ động ra vị trí tập kết làm nhiệm vụ A. Sau đây các đồng chí nhanh chóng gói buộc ba lô. Sau đó cơ động đúng vị trí sân để tập trung. Báo động. Anh quân ra vị trí tập kết làm nhiệm vụ A. Dự kiến một số tình huống trong quá trình hành quân: gặp biệt kích thám báo của địch, tổ chức vây bắt hoặc vòng tránh để tìm đường cơ động đến vị trí tập kết. Quá trình hành quân: gặp địch tập kết hóa học, nhanh chóng sử dụng mặt nạ bóng hóa cơ động tránh khỏi khu vực tập kết hóa học. Gặp vi pháo của địch bắn vào đội hình, nhanh chóng cơ động tránh đòn hỏa lực của địch. Dự kiến thời tiết trơn trượt có thể xảy ra tình huống ngã, bong gân, chấn thương, yêu cầu chỉ huy đơn vị sử dụng quân y tiến hành bảo đảm kiểm tra sức khỏe. Bộ đội báo cáo về người chỉ huy, tổ chức dìu hoặc tổ chức cáng kênh cơ động bộ đội về vị trí tập kết. Quá trình hành quân tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy. Buổi sáng hôm nay thì khi mà em dậy thì rất là hồi hộp khi mà đi bắt đầu làm nhiệm vụ mà gọi là nhiệm vụ cuối cùng. Cũng lo sợ nữa, chắc chắn là hôm nay sẽ là ngày căng nhất, bởi vì là những cái ngày trước là cứ cái ngày hôm sau căng dần. Đâu đây? Đại Nam bắt đầu quân. Thử thách cuối cùng của ba nhân vật, nhưng để có thể đến được điểm tập kết, họ sẽ phải vượt qua quãng đường dài 7 km với rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Liệu trong trận đánh này cả ba chàng trai của chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chuyển lệnh, thường chạy. Ôi, em ơi, sáng em chưa ăn sáng rồi. Ghe đại trưởng anh em đang đẩy nhanh tốc độ cơ động. Do thời gian hiệp đồng với cấp trên đã bị muộn. Việc chạy vãn sát rồi phía trên này. Vui từ mấy hôm trước là bởi vì mọi người cười với em.
mọi người cười rất là kiểu hy vọng, kiểu là làm được mà, bởi vì em lúc nào cũng nghĩ là em không làm được. Và cho đến hôm nay thì em vẫn nghĩ là lỡ may không làm được thì làm sao. Đâu đẩy nhanh tốc độ. Thiên Ngân, cơ động. Dạ. Phát hiện máy bay trực thăng vũ trang của địch hiện nay đang sử dụng không quân pháo binh bắn mạnh phía sau đội hình đại nam. Lần này toàn hải đội cơ động. Bốn cơ động. Cửa năm cơ động bám sát đội hình cửa bốn. Việc chạy đây. Lần này toàn hải đội cơ động. Cửa bốn cơ động. Suốt cả đêm con sốt, mẹ không dám uống thuốc, mẹ cũng không dám nói là em đang sốt hay như nào cả, bởi vì nếu mà em sợ em nói ra mọi người lại sợ lo lắng các thứ, với không thì mọi người lại hỏi. Thật sự là lúc đấy nhìn mặt bề ngoài vậy nhưng bên trong mình đúng là một cả một thứ hỗn độn ở bên trong, mình rất là mệt. Chiến này chậm gì chiến này, mệt quá. Điên rồi ông, em hết sức rồi. Thôi giả sức rồi. Quân, thật sự là em mệt. Em mệt em quá cả mắt là nhắm mắt và mở mắt ra và cứ đom đóm nó cứ bay mắt nó cứ đom đóm nó cứ sáng sáng quay bắt này. Thế là biết là đói quá mình hoa hết mắt rồi. Hơi căng căng ra rồi. Vẫn đi thì đừng trùng không không chân lỏng chân ra. Chờ 6 chỉ huy. Chờ đội bám sát rồi. Được rồi. Nếu không, không chạy thì tao bám sát đội hình. Mình cũng sẽ không. Đúng như người ba lô nặng quá. Không thể nói được gì. Cảm xúc của em là không cảm xúc. Trời, em không đùa nổi nữa. Sao lại càng ngày càng về cuối càng kiệt sức mà lại. Đồng chí đại trưởng đại năm chú ý, quá trình quân đã lộ bí mật hiện nay địch đang sử dụng không quân pháo binh bắn mạnh đội hình. Lệnh trung tiểu trưởng đại năm nhanh chóng cơ động về hướng khu vực rừng bắn ASO và thôn Bùi Chám tiến hành bổ sung nhiệm vụ. Tiến hành. Chẳng có gì phải sợ nữa rồi. Chạy cả
một tuần huấn luyện với quá nhiều thử thách đã khiến cả ba nhân vật kiệt sức. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi lớn trong họ, đó là bản lĩnh, ý chí và tinh thần người lính. Liệu sức mạnh đó có thể giúp họ đứng lên và vững vàng vượt qua hết hành trình này? Dừng khẩn trương để tránh đau vào lòng đất. 6 chú ý. Lệnh của chỉ huy trưởng tiểu 6 nhanh chóng cho tiểu đội cơ động. Tàu tiểu đội đẩy nhanh tiểu đội cơ động. Phải đây. Nào tí. Tí. Dậy. Dậy. Cứ lên, cứ lên. Nào tí dậy, tỉnh dậy. Ủa, đây nói em ra. Nếu mà những ngày đầu tiên thì em nghĩ là em không hoàn thành nhiệm vụ và em sẽ bị của trách, em sẽ bị mọi người coi thường. Nhưng mà đấy là em lại nghĩ cho em. Còn những cái ngày hôm sau em nghĩ là không hoàn thành nhiệm vụ thì mọi người sẽ cố gắng đẩy em lên để cho hoàn thành bằng được nhiệm vụ. Và cái này là cái em tin tưởng mọi người. Và em nhận ra là em bắt đầu biết cách tin tưởng tất cả mọi người và biết cách yêu quý tất cả mọi người. Đó là cái điều mà từ trước đến giờ em vẫn lầm tưởng là em đã làm được rồi. Bỏ qua ta. Bỏ qua ta nhìn được. Bỏ ra. Bỏ ra. Em đang ngủ mắt mà. Nhắm mắt là ngã đấy. Hất cái mũi sau. Hất cái mũi sau. Một đường chạy về nữa thôi chắc chết. Ngày cuối đuối sức. Vui vui tí là đại đội trưởng lại cho chạy. Vui quá không chịu được. Về lại, về anh em ơi. Phương Anh đâu? Chị Đoàn đâu? Hiện tại từ bờ đường này hất vào trong. Sau đây các tiểu đội, chỉ huy tiểu đội vào vị trí, bắt đầu. Không biết ở trong này có lại thuốc nổ các thứ nữa không? Bùng một cái lại bắt chạy. Là khu vực tạm dừng. Chú ý về ý thức địch tình, bố trí chiến đấu. Sau đó ra vị trí tiểu trưởng nhận bổ sung nhiệm vụ. Về tư thế chiến đấu. Có tình gì kịp thời báo cáo tôi chở. Được. Nhiệm vụ tiếp theo của đại đội 5 như sau. Đại đội 5 nhanh chóng tổ chức lực lượng bắt liên lạc với cấp trên tại khu vực điểm cao 62 cách đây khoảng 1 km. Tại vị trí đó tổ chức xây dựng công sự trận địa, bảo đảm yếu tố bí mật, sẵn sàng chiến đấu. Đến ngày N-5 sẽ cơ động lên vị trí chiến đấu nhận nhiệm vụ thực hiện tiêu diệt địch tại khu vực Đồng Thoi. Thứ nhất rõ chưa? Đó. Sau đây đại 5 thời gian 5 phút làm công tác chuẩn bị, sau đó chỉ huy đơn vị cơ động vào khu vực điểm cao 62. Không chỉ còn là những bài huấn luyện cá nhân trên thao trường bách tập, trong trận đánh này đại đội của họ sẽ phải phối hợp tác chiến với các đơn vị khác, đặc biệt là sự tham gia của tiểu đoàn thiết giáp. Không còn chỗ cho những sai lầm và run sợ, họ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ này ra sao đây? Về tư thế chiến đấu. Nhớ. Tháo ba lô ra. Rõ. Thế bây giờ phải làm gì? Làm gì? Cơ động vào nhóm chi quân. Sau cái đợt đi này về thì em cảm thấy rất là trân trọng cái cuộc sống của em.
Bởi vì là đó, thời bình mà, mồ hôi sương máu của cha ông đã giữ lại cho chúng ta. Và họ còn vất vả hơn rất nhiều, gian khổ hơn rất nhiều. Em một tí trên người thôi đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Nhưng mà cha ông ta còn có thể làm được những điều mà tuyệt vời hơn nữa. Vậy thì tại sao đến thời bình này chúng ta chỉ là một chút nhỏ hơn chúng đã? Chúng ta đã phải kêu lên. Và em nghĩ rằng em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Let's go. Đại Lâm, bắt đầu hành quân. Trung 1 cơ động. Mình đi đâu đây? Mình đi đâu thế anh ơi? Lên núi hay đi lên rừng? Bắt đầu cơ động. Rõ. Thế anh bám sát. Đó. Là đang có lực lượng địch bố trí. Do vậy quá trình cơ động tuyệt đối giữ bí mật, giữ đội hình, hành quân nếu bị thương tổ chức cáng khênh. Đại năm rõ chưa? Đại năm bắt đầu hành quân. Trung 2 bắt đầu hành quân. Hơn đâm bốc không? Hơn nhiều đấy. Hết rồi. Thật này. Qua ngủ muộn quá. Hiệu lệnh Trung 2 cơ động. Hiệu lệnh Điều lệnh 4 bắt đầu cơ động. Điều 5 bắt sát Điều 4. Lúc nào cũng có người đẩy, lúc nào cũng có người kéo, lúc nào cũng có người cười cùng, lúc nào cũng có người mắng. Bởi vì nếu mà đúng ra thì ở ngoài đời là người ta không thèm quan tâm nữa đâu. Cái môi trường bộ đội này thực sự làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì mọi người quan tâm nhau mà quan tâm một cách đúng mực, đúng nghĩa. Và không nghĩ, không mưu cầu hay là không có lợi dụng hay không có cái gì cả. Thực sự rất quan tâm. Đó là một cái điều mà em cảm thấy là chỉ có ở trong gia đình hồi bé khi bố mẹ dạy dỗ thôi. Và nó rất là thích cái cảm giác đấy. Cảm giác mà kiểu muốn tìm lâu lắm rồi, không có cơ hội.